anh em mình đang pha màu, chuẩn bị cho một siêu phẩm. Với diện tích 190m², mời cả nhà cùng đón xem quá trình thực hiện tác phẩm này nha. Khi vẽ lên tôn như thế này thì trước khi vẽ bên mình đã xử lý một lớp keo và pha thêm một lớp keo trộn với sơn để màu có thể bám chắc hơn trên bề mặt, nên mọi người cứ yên tâm mà kêu mỹ thuật Đức Dự vẽ tranh nha. Với dòng tranh này bên mình đang thi công với giá khoảng 500.000. Vâng, chỉ 500.000, chỉ 500.000 các bạn ạ. Quá rẻ cho một cuộc tình. Chần chờ gì nữa mà không lưu số lại, qua giờ trời anh em mình gặp nhau nha. Hãy gọi ngay để sở hữu Huy bá chủ kèo xì kê và Minh Anh cu te. Bức tranh này anh em mình vẽ trong vòng 5 ngày và đây là công đoạn mà anh em mình ra nhiều nước nhất. Và bây giờ thì nước lên láng rồi mọi người ơi, nước quá trời nước. Mọi người nhìn xem con sóng kia nó có giống thật không kìa. Đừng có dại mà nhảy vô tắm nha, thấy nhớ mẹ liền luôn á. Để mình tóm tắt lại các công đoạn cho mọi người muốn vẽ thì làm theo nha. Bước 1 chuẩn bị ý tưởng, bước 2 dựng hình, bước 3 sơn nền, bước 4 lên khối, bước 5 lên chi tiết, bước 7 hoàn thiện, bước 8 lụm lúa thôi anh em ơi.